Trên khắp hành tinh của chúng ta, các thành phố bị bỏ rơi và những khu vực chết chóc vẫn còn nhiều bí ẩn. Những thị trấn phát triển ở những nơi đã từng bị sụp đổ. Các nhà máy công nghiệp bị bỏ rơi và bị quên lãng. Những thành phố từng thịnh vượng giờ trở nên quá độc hại cho cuộc sống con người. Đây là cái nhìn thoáng qua cho tương lai của những nơi mà mỗi người chúng ta gọi là nhà. Hai thị trấn này lạnh lùng chứng minh rằng không có nơi trú ẩn an toàn nào trong thế giới biến động của chúng ta. Một thành phố là nơi diễn ra cơn ác mộng hạt nhân. Thành phố kia bị đầu độc bởi ngành công nghiệp mang lại sự sống cho nó. Pitcher, Oklahoma và Pripyat, Ukraine, hai điểm rừng cô đơn trên hành tinh quên lãng của chúng ta. Pripyat bị đóng băng trong thời gian. Một sự im lặng kỳ lạ xâm chiếm một thành phố lạnh lẽo của Ukraine, một phần của Liên bang Xô Viết cũ. Dưới mỗi con phố và hành lang, cuộc sống dường như bị dừng lại. Khách sạn hạng sang, không một bóng khách. Vận động viên không còn luyện tập môn lặn hay những môn bơi tự do trong bể bơi trong nhà. Ở công viên giải trí, bánh xe Ferris chờ đợi những khách hàng không bao giờ đến. Trong lớp tiểu học này, bài tập về nhà chưa hoàn thành, vẫn nằm rải rác trên bàn học của những đứa trẻ đã bỏ đi. Trong một căng tin, mặt nạ phòng độc chất đống trên sàn nhà. Chúng nói lên câu chuyện đáng lo ngại về những gì đã xảy ra với những người đã từng sống ở đây. Tại sao một thị trấn xinh đẹp như vậy lại có thể hoang vắng mãi, không có người? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là thị trấn của chúng tôi? Trong tất cả các thị trấn, nó là một thị trấn xinh đẹp, đầy hoa, đầy những bông hồng. Chúng tôi nghĩ như vậy thật không công bằng. Pripyat là một cộng đồng được lên kế hoạch phát triển trong những năm 1970 dành cho công nhân của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và gia đình họ. Với dân số trên 45.000 người, nó được coi là một trong những nơi tốt nhất để sống ở Liên Xô cũ. Chúng tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi đã có công việc tốt. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ. Mỗi cuối tuần, mỗi kỳ nghỉ lễ, chúng tôi gặp bạn bè. Ký ức chiều mến nhất mà tôi chia sẻ với chồng tôi là con trai của chúng tôi đã được sinh ra ở đây. Gia đình Belorensky chuyển đến Pripyat để làm việc và sinh sống. Nhưng 25 năm trước, cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời họ ập đến.
ngày 25 tháng 4 năm 1986, bắt đầu như những ngày mùa xuân khác. Cửa hàng mở cửa kinh doanh. Trẻ em đi học. Nhưng hầu hết cư dân đổ dồn lên xe ô tô và xe buýt để đi làm dưới 3 km đến nhà máy Chernobyl. Đây là lò phản ứng số 4. Nó đã từng có khả năng sản xuất 10% điện cho Ukraine. Cho đến khi mọi thứ trở thành một sai lầm khủng khiếp. Sáng hôm sau, vào những giờ đầu tiên của ngày 26 tháng 4, họ kiểm tra hệ thống xác định công suất phát ra trong quá trình mất điện. Lỗi điều hành và quyết định vụng về dẫn đến rò rỉ các nguyên tử, gây ra chuỗi phản ứng hạt nhân. Bên trong nhà máy, các công nhân đã chứng kiến trong sự kinh hoàng khi lò phản ứng số 4 phát nổ. Nổ tung khỏi mái nhà và đẩy ra 100 loại nguyên vật liệu phóng xạ vào bầu khí quyển cao khoảng hơn 1 km. Hai người chết trong vụ nổ. Những thiệt hại đầu tiên trong một thảm họa đang được dần hé mở. Ngay sau vụ nổ, một ngọn lửa bùng phát giải phóng một chùm bức xạ chết người thứ hai bao phủ khu vực xung quanh. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, cư dân của Pripyat bị đánh thức bởi một tiếng nổ inh tai. Những người phản ứng đầu tiên đã chạy đến hiện trường cũng là người đầu tiên bị nhiễm phóng xạ. Công nhân và nhân viên cứu hỏa bị nôn mửa, tiêu chảy và bỏng khi chất phóng xạ xâm nhập da và các cơ quan nội tạng. 28 người sẽ bị tàn phá trong vòng vài tháng sau vụ nổ do ngộ độc phóng xạ cấp tính. Trong giây phút và những giờ đầu tiên của vụ nổ, mức bức xạ đã rất cao. Và điều quan trọng hơn là nó nhiễm độc thông qua hít thở, hô hấp. Và việc này rất nguy hiểm. Trong vòng vài tiếng sau thảm họa, Ludmila Belokraisky, người làm việc trong phòng kiểm tra dịch tễ của Chernobyl, đã nhận được một cú điện thoại khẩn cấp để cung cấp quần áo khẩn cấp cho nhân viên nhà máy điện và nhân viên cứu hỏa. Họ không nói ngay về mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Nhưng khi đi làm, chúng tôi có thể tự thấy là có một vụ nổ ở lò phản ứng số 4. Điều mà những người công nhân không thể thấy là mức độ khủng khiếp của cơn ác mộng phóng xạ mà vụ nổ gây ra. Lượng bức xạ đã được giải phóng từ Chernobyl cao gấp 400 lần lượng bức xạ đã xảy ra ở cả Hiroshima và Nagasaki cộng lại. Nhà nghiên cứu khoa học Eric Howell đã nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ phát ra từ thảm họa Chernobyl. Những gì được tạo ra bởi vụ nổ lò hơi và than chì đã phóng bức xạ vào bầu khí quyển. Và gió ngày hôm đó đã thổi một lượng lớn phóng xạ đậm đặc về phía Tây. Và một lượng lớn sau đó về hướng Bắc, lên thành phố Pripyat. Chúng tôi dùng máy dò bức xạ hiện đại này để định hình chúng. Và nó sẽ cho chúng ta biết cả mức độ phóng xạ và các đồng vị phóng xạ cụ thể được tìm thấy ở mỗi vị trí. Mức bức xạ hiện tại là 24 microsievert, cao hơn nhiều so với mức chúng tôi nhận được ở Mỹ và có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe nếu phải tiếp xúc với nó trong một khoảng thời gian dài. Trong khi đó,
Pripyat nằm trên đường dẫn trực tiếp của bụi phóng xạ hạt nhân. Trong vòng 24 giờ đầu tiên của vụ tai nạn, các cư dân vẫn ra đường, các gia đình vẫn đi dạo. Những người trẻ tuổi phơi mình trong mặt trời mùa xuân mà không hề biết gì về chất phóng xạ trôi dạt trong thành phố. Ở trường mẫu giáo này, hàng chục trẻ em ngủ trưa trên giường và chơi với những món đồ chơi mà bây giờ bị bao phủ bởi bụi, trong khi chất phóng xạ iốt đặc biệt gây hại cho tuyến giáp của trẻ đã lọt vào qua cửa sổ để mở. Tại các nhà hàng, đầu bếp chuẩn bị bữa ăn cho khách hàng quen đang đói bụng, không biết thức ăn có thể đã bị ô nhiễm. Nhưng khi một ngày trôi qua, một số cư dân bắt đầu ho, nôn mửa và phàn nàn về vị lạ trong mồm. Tất cả những triệu chứng của người bị nhiễm phóng xạ. Tôi vẫn còn nhớ và đôi khi còn cảm thấy cả nó. Đó là mùi như rơm dạ cháy. Tôi bị đau đầu, chóng mặt. Khi những cơn gió mạnh bắt đầu thổi đám mây phóng xạ qua Nga và vào châu Âu, Liên Xô cũ bắt đầu một kế hoạch đưa mọi người ra khỏi Pripyat. Trong thành phố bị nhiễm phóng xạ của Pripyat, lời nhắc nhở về những ngày sau thảm họa Chernobyl vẫn còn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Những căn nhà thời Xô Viết này phản chiếu một cảm giác bị bỏ rơi. Một đôi giày bị để lại. Cửa sổ và cửa ra vào khép hờ. Búp bê mồ côi lác đác ở mọi nơi. Những cuốn sách nằm la liệt trên sàn trường học và thư viện. Các trang thời tiết tượng trưng cho trường đen tối cho cuộc sống của những người dân đã phải rời bỏ quê hương. Không ai hỏi xem liệu chúng tôi có muốn rời đi không. Chúng tôi chỉ được nói rằng chúng tôi phải rời thành phố 3 ngày. Họ nói chúng tôi chỉ được lấy giấy tờ, ít tiền và một ít đồ ăn, thức uống. Nhưng sự kiện này không bình thường chút nào. 36 tiếng sau vụ nổ, quảng trường hoang vắng này đã trở thành cảnh của một cuộc di tản trên toàn thành phố. Chính phủ hướng dẫn người dân đi di tản. Việc di chuyển cần phải khẩn trương nhằm hạn chế nguy hiểm hết mức có thể. Chúng tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Chúng tôi chỉ nghĩ, có lẽ đó chỉ là một đám cháy nhỏ. Họ sẽ dập tắt nó và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nội thất, album ảnh và đồ vật quý giá khác vẫn còn trong những căn nhà đang xuống cấp này. Hầu hết cư dân đều bình tĩnh bỏ lại tài sản của mình. Không biết bao giờ mình sẽ quay trở lại. Tôi còn nhớ lúc đợi xe buýt đến, chúng tôi ngồi xuống và rời đi. Vậy thôi, không có gì cả. Không hò hét. Tàu và hơn 1.000 xe buýt vận chuyển toàn bộ cư dân đến các thành phố xa xôi. Có lẽ trong vòng 30 tiếng, 50.000 người đã được đi di tản và không ai hoảng loạn. Nhưng mọi người được nói là mọi người sẽ quay lại sau 3 hay 4 ngày vì không ai thực sự biết đó là một vụ tai nạn hạt nhân.
vào ngày 28 tháng 4, 2 ngày sau vụ nổ. Bầu không khí nhiễm phóng xạ đã đi hơn 1.000 km và được báo động tại một nhà máy hạt nhân ở Thụy Điển. Chỉ đến khi các nhân viên kiểm tra bức xạ tại nhà máy điện hạt nhân Forsmark ở Thụy Điển phát hiện ra mức tăng bức xạ trên quần áo của họ và câu hỏi về một vụ tai nạn hạt nhân được đặt ra. Vài ngày sau, Liên Xô cũ thừa nhận rằng đã xảy ra tai nạn hạt nhân ở nhà máy điện Chernobyl. Trong những tuần tiếp theo, tin tức gây sốc đã được phát sóng trên khắp thế giới. Đến thời điểm này, gần 200.000 người đã được di tản khỏi các làng mạc và các thị trấn xung quanh nhà máy điện Chernobyl. Thật đáng sợ khi chúng tôi nghe nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại. Dĩ nhiên đáng tiếc là chúng tôi phải bỏ tất cả đồ đạc của mình. Những suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi là về con cái. Và dù sao, chúng tôi cũng không thể mang theo đồ đạc vì chúng đều đã bị ô nhiễm. Một phần tư thế kỷ sau thảm họa hạt nhân, người dân vẫn chưa thể sống an toàn ở đây. Nhưng thiên nhiên tận dụng sự vắng mặt của con người. Gió, mưa và tuyết rơi qua cửa sổ bị vỡ, biến những căn nhà, từng ngăn nắp trở nên lộn xộn. Cuốn theo những cơn gió và được chim mang theo, hạt giống tìm những kẽ nứt mọc thành cây. Chúng coi những căn nhà bị bỏ rơi, hiếu khách như ở rừng. Khi chúng tôi nhìn thấy thành phố trở thành như thế này, chúng tôi đã rất buồn. Tôi rất tiếc vì phải bỏ lại ngôi nhà của mình. Tôi cảm thấy như mình đã phản bội nơi này và rời đi, bỏ rơi nó. Đôi khi một vài cư dân cũ đến viếng thăm thành phố chết của mình. Valery và Ludmila Belogrensky đã trở lại với con trai Ruslan. Anh chỉ 7 tuổi khi xảy ra thảm họa. Họ ghé thăm căn hộ của mình, nơi đã bị thời tiết làm hư mòn và bị phá hoại bởi những kẻ cơ hội đã lấy đi những nội thất đáng giá và các tài sản khác. Tất nhiên, tim tôi nhói đau khi nhìn thấy nơi ấy. Tôi chảy nước mắt. Tôi bắt đầu nhớ cuộc sống mà chúng tôi đã có trước khi xảy ra tai nạn. Cho dù quay về hướng nào thì mọi thứ cũng đều rất quen thuộc. Khi mẹ tôi bảo đi cùng họ đến Pripyat, tôi đã nghĩ có lẽ tôi sợ đến đây. Không phải vì nó có thể nguy hiểm cho chúng tôi, có lẽ vì tôi không muốn nhớ về nó. Chúng tôi có thể thấy nỗi đau của nó. Nó không mong muốn được nhìn lại thị trấn nơi mà nó đã dành cả tuổi thơ. Chúng tôi có thể thấy nỗi buồn trong mắt nó. Tôi không biết giờ mình đang cảm thấy gì nữa. Tôi không biết, có lẽ sau này khi tôi trở lại Kiev và tôi sẽ nghĩ về điều đó khi ở trong xe. Nhưng giờ tôi không biết tôi cảm thấy gì. Trong khi những cư dân cũ tiếp tục đấu tranh với quá khứ,
sự nguy hiểm vẫn ẩn náu trong phạm vi thành phố. Ngày nay, thành phố bỏ hoang Pripyat trông giống như một bối cảnh rùng rợn cho một bộ phim kinh dị. Rác và những mảnh vỡ rung lên khi gió thổi qua, những cánh cửa sổ bị vỡ và cửa bị lật đổ. Sự tàn phá từ thiên nhiên và cả từ con người làm khuấy động cảm xúc. Những hình vẽ graffiti giờ đây gây ám ảnh trên các bức tường của các tòa nhà. Nhiều hình ảnh về trẻ em gợi nhớ đến những người bị tước đoạt tuổi trẻ. Đốt hoặc xé hiện vật sẽ chỉ khiến cho phóng xạ phát thải ra không khí nhiều hơn. Và Pripyat vẫn chờ đợi. Nơi này đã từng là nơi mà mọi người sẽ gặp gỡ và giao lưu. Và bây giờ nó im lặng và khô cằn. Mức bức xạ được tìm thấy ở đây lúc này sẽ mất vài trăm năm để tiêu tan như những gì họ từng có trước thảm họa Chernobyl. Trong gần 25 năm, Pripyat đã bị cách ly khỏi thế giới. Nằm trong khu vực cấm 30 km trải dài xung quanh chu vi của lò phản ứng hạt nhân bị nổ. Một cây thánh giá đứng canh gác tại lối vào thành phố bị bỏ quên để tưởng niệm những người đã mất. Ở Ukraine và trên thế giới, mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe kéo dài của thảm họa Chernobyl vẫn còn đang gây tranh cãi. Những báo cáo không chính thức ước tính rằng hàng trăm ngàn người đã bị ảnh hưởng bởi các bệnh khác nhau do bụi phóng xạ phân tán trên hàng trăm nghìn km vuông. Nhiều nghiên cứu thừa nhận sự gia tăng ung thư ở hơn nửa triệu người. Những cái tên từ những người hỗ trợ dọn dẹp sau vụ thảm họa. Cho đến trước khi thảm họa, tôi chưa từng phải xin nghỉ ốm. Sau đó, sau 3 năm làm việc tại nhà máy Chernobyl, họ đưa tôi ra khỏi khu vực cấm vì lý do sức khỏe. Tôi đã phẫu thuật ung thư 2 lần. Cùng với các bệnh lý thể chất, các ảnh hưởng tâm lý từ thảm họa hạt nhân và việc sơ tán có một sự ảnh hưởng như nhau. Với người Pripyat, chúng tôi hiểu rằng những giờ phút đầu tiên và 2 ngày đầu tiên, hoặc có thể là 36 tiếng đầu tiên, rất nguy hiểm. Nhưng tâm lý họ thấy tệ vì họ không còn ngôi nhà của mình nữa, không còn căn hộ và chỉ còn lại bạn bè. Từ những mái nhà của Pripyat, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được nhìn thấy từ xa. Đó là một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng thảm họa này còn lâu mới chấm dứt đối với 45.000 người di tản khỏi thành phố từng rất sôi động này. Những kỷ niệm của chúng tôi về Pripyat rất buồn. Mỗi người sống ở đó phải chịu đựng điều này. Rất là khó khăn. Không thể diễn đạt bằng lời, chỉ thể hiện được trong tim. Nó sẽ vẫn luôn ở trong tâm trí của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ ở lại với chúng tôi trong suốt quãng đời còn lại.
Pripyat không phải là thị trấn ma quái bị ô nhiễm duy nhất, mà người dân bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. 25 năm sau thảm họa Chernobyl và cách hơn 8.400 km, một loại thảm họa buộc phải sơ tán cả thị trấn độc hại nhất ở Mỹ. Đây có thể là bất kỳ thị trấn nhỏ nào ở Mỹ đã từng thịnh vượng và đầy sức sống. Nhưng giờ đây ảm đạm do chính nền công nghiệp đã nuôi nó. Pitcher, Oklahoma không còn là một hình ảnh hoàn hảo về cuộc sống của người Mỹ. Dọc theo con đường chính, nơi các doanh nghiệp được dựng lên, các quán ăn giờ không còn phục vụ bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên. Im lặng tràn ngập quán rượu địa phương, nơi các khách quen tụ tập sau một ngày dài. Tại cửa hàng tự động này, điều duy nhất cần được sửa chữa chính là tòa nhà. Nhà này sang nhà khác. Những tấm hình bỏ đi và những đồ dùng cá nhân khác gợi nhớ về những con người phải rời khỏi quê hương. Tôi nghĩ giống như rất nhiều thị trấn nhỏ, người dân Pitcher rất tự hào về quê hương của họ. Ở đó họ đã nuôi sống gia đình họ, họ làm việc rất chăm chỉ. Muối nằm trong đất mẹ, họ tự hào về cộng đồng đó và ghét việc phải bỏ nó mà đi. Pitcher, Oklahoma hiện nay là một vùng đất hoang đầy độc tố. Với những con phố đang bị nhấn chìm, nước bị ô nhiễm và những bãi cát rộng lớn đầy sỏi bị ô nhiễm. Điều trớ trêu là chúng tôi yêu thành phố của chúng tôi và nó đã giúp chúng tôi tồn tại. Nhưng cuối cùng, đó là điều xấu đối với chúng tôi. Nó làm chúng tôi tổn thương và bị bệnh. Những con đường ở Pitcher bắt đầu hư hỏng vào cuối thế kỷ 20. Năm 1913, những quặng trì và kẽm được khám phá đã hình thành quá trình khai thác mỏ ở đông bắc Oklahoma. Nơi chúng ta đang đứng là 40 mẫu của bà tôi, một trong số cổ phần 40 mẫu của bà đã được chính phủ liên bang giao đất này để sinh sống. Cục bản địa sau đó cho hàng chục công ty khai thác mỏ thuê đất của bộ lạc da đỏ. Nó là một phước lành và cũng là một lời nguyền. Ngày nay, đây là những gì còn lại của các công trình khai thác mỏ. Vách đá bê tông giống với những tàn tích của một nền văn minh đã mất. Giống như rất nhiều cộng đồng khai thác mỏ, cộng đồng Pitcher đã lớn lên xung quanh nó. Vậy nên, nhà của các thợ mỏ, các doanh nghiệp, các văn phòng đều tồn tại trên các công trình ngầm. Gia đình Hatfield đã sống ở Pitcher và thành phố lân cận, Cardin, qua nhiều thế hệ. Đối với họ, khai thác mỏ là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Bố tôi là một thợ mỏ và ông nội tôi cũng là một thợ mỏ. Tôi còn nhớ cái tủ vả lớn mà họ thổi khi một thợ mỏ bị thương dưới đất và mọi người sẽ chạy đến các hầm mỏ để xem liệu đó có phải là bố hay người thân của họ hay không. Pitcher là nơi sản xuất chì và kẽm lớn nhất trên thế giới. Mỏ của nó cung cấp các quặng được sử dụng để sản xuất đạn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai.
Người dân Pitcher, người của các cộng đồng khai thác mỏ, tự hào nói rằng gia đình họ đã khai thác chì và kẽm, đã giành chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Đó là sự thật. Những tòa nhà đổ nát này gợi nhớ một cách đau thương quá khứ mạnh mẽ của thị trấn. Trong thời kỳ hoàng kim của nó, một số đã từng là những quán bar và rạp chiếu phim giải trí cho những thợ mỏ mệt mỏi, những người đã dành cả ngày làm việc cực nhọc trong các đường hầm bên dưới thành phố. Nhưng giống như tất cả sự bùng nổ, nó dần bị sụp đổ. Vào những năm 1970, giá quặng giảm và khai thác mỏ suy yếu. Dân số giảm xuống còn dưới 2.500 người, trong khi hàng ngàn người khác bỏ đi tìm việc khác. Pitcher không còn thu nhập và đồng thời thừa hưởng một môi trường ác mộng. Việc khai thác mỏ tạo ra sự thịnh vượng cho một cộng đồng như Pitcher cũng đã để lại một số khó khăn nhất định về môi trường. Đó là những khó khăn ô nhiễm từ các phế thải còn lại trên bề mặt, từ nước bị ô nhiễm được sản xuất từ các công trình ngầm, từ đất bị ô nhiễm khi các vật liệu ấy được di chuyển dọc theo giải đất. Pitcher đang trên đường dẫn đến sự hủy diệt. Khi người dân đấu tranh để giữ cho thị trấn bị ô nhiễm của họ còn sống, nhiều người trở thành nạn nhân của một kẻ thù độc hại. Pitcher, Oklahoma là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì có thể xảy ra cho một thị trấn bị tàn phá qua hàng thập kỷ khai thác mỏ. Cảnh quan không thay đổi nhiều kể từ những năm 1970, khi cộng đồng bị bỏ lại với nước bị ô nhiễm, các mỏ ngầm dưới đất không ổn định và hơn 70 triệu tấn các mảnh vụn độc hại. Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến môi trường địa phương, chúng đã có một tác động đáng kể đến sức khỏe con người. Ngày nay, những ngọn núi màu xám nhạt bao quanh thành phố bị bỏ hoang. Thoạt nhìn, chúng trông giống như những cồn cát điêu khắc tự nhiên. Nhưng thực ra, chúng là những đống đá sỏi bị ô nhiễm chì. Đây là một trong những đống chất thải lớn ở mỏ khai thác Pitcher. Đây là những tàn dư của hoạt động khai thác mỏ. Khi quặng được đưa lên bề mặt và xử lý, phần vật liệu còn lại được đưa vào những đống lớn trên bề mặt này. Nó bị ô nhiễm với nồng độ chì, kẽm, cadmi đặc, và bạn có thể thấy nó bị gió xói mòn đến một mức độ nhất định, và vật liệu đó bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực. Ngày nay, ước tính có khoảng 50 triệu tấn chất thải ở Pitcher, một số đống cao đến 33 mét. Trong hàng thập kỷ, những đống chất thải hùng vĩ này trở thành một nơi chơi đùa của nhiều người dân thành phố. Chúng tôi trèo lên đống chất thải và trượt xuống trên bìa các tông, và chúng tôi đã vui vẻ và chơi đùa xung quanh các đống chất thải. Chúng tôi không hề biết về những tác hại trong đống chất thải ấy. Những đống chất thải lặng lẽ giết chết thị trấn. Những cơn gió thảo nguyên đã cuốn theo bụi bẩn và thổi qua các đường phố, bao phủ tất cả mọi thứ bằng một lớp bụi độc hại. Bụi phủ lên nội thất là từ những đống chất thải. Nó là một trận chiến không ngừng nghỉ khiến chúng tôi phải phủi bụi và làm sạch nhà. Các cư dân thậm chí còn sử dụng vật liệu nhiễm kim loại nặng để làm sân chơi. Ở
Chúng ta đang đứng trong một sân chơi bóng chày, hoặc ít nhất nó đã từng là một sân chơi bóng chày. Hầu hết đất trong khu vực này là chất thải. Tất cả khu đỗ xe, ghế ngồi, mọi người đã ngồi lên những đống chất thải. Và sau đó, gió thổi chất thải khắp mọi nơi. Và tôi thực sự nghĩ đây là một mối nguy hiểm cho thế hệ sau. Những đống chất thải chỉ là một trong những nguy hiểm mà người dân Pitcher phải đối mặt. Đây là dòng sông Tuck Creek chảy qua thành phố. Nước màu da cam sậm của nó kể lại câu chuyện nghiệt ngã mà việc khai thác mỏ đã làm đối với một nơi vẫn từng nguyên sơ. Việc khai thác mỏ ngầm diễn ra trong tầng nước khai thác, nơi chứa nước dự trữ và được sử dụng như một nguồn nước uống cho rất nhiều người địa phương. Vì vậy, trong nhiều thập kỷ khai thác mỏ, rất nhiều máy bơm đã bơm hàng triệu lít nước mỗi ngày từ tầng nước khai thác để cho phép khai thác mỏ tiến hành. Trải qua thời gian, những mỏ khai thác bị bỏ rơi. Tuy nhiên, nguồn nước đã bị ô nhiễm. Thật không may, những dòng nước chảy ra khỏi mặt đất, chúng chạy dọc theo các dòng sông địa phương và gây ô nhiễm môi trường đáng kể ở sông Tuck Creek và những nhánh nhỏ hơn. Nó biến thành màu đỏ thực sự kinh khủng. Và đương nhiên bạn biết có điều gì đó không ổn trong màu nước khủng khiếp đó. Trong những năm 1980, chính phủ liên bang đã thành lập Superfund, một tổ chức để làm sạch các khu vực bị ô nhiễm chất thải nguy hại. Trong số 1.300 điểm Superfund trên khắp nước Mỹ, Pitcher đứng đầu trong danh sách. Nhưng thiệt hại đã xảy ra. Trong những năm 1990, một trong bốn trẻ em được kiểm tra ở Pitcher đã tăng nồng độ trì trong máu gấp 2,5 lần so với ngưỡng an toàn. Các giáo viên báo cáo chỉ số IQ thấp hơn và khả năng học tập kém hơn. Việc rủi ro khi tiếp xúc với các vật liệu đó là qua đường tiêu hóa. Trẻ em tiếp xúc với chất thải trong đất có thể vô tình nuốt phải những chất đó, từ đó dẫn đến nhiễm độc máu. Chúng tôi biết con trai của tôi, Chad, đã có vấn đề khi đi học vì nó phải vật lộn với điểm số của mình. Sau đó, Chad không thể tìm được việc, thần kinh của nó đã bị tổn hại và chúng tôi phải nhờ các nhà sinh lý học thần kinh kiểm tra nó. Và họ nói Chad đã bị ảnh hưởng bởi trì. Chúng tôi trèo lên những đống chất thải, những đống lớn và tìm những vũng lớn tạo ra từ chất thải, chơi bắt cá hay gì đó. Tôi không hề biết mình sẽ bị vấn đề về thần kinh khi chơi đùa như vậy, hay nhiễm trì, hay nó khiến tôi không học tốt được như vậy. Năm 2004, chính phủ liên bang đã đưa ra chương trình hỗ trợ chi phí cho các gia đình có trẻ em từ 6 tuổi trở xuống, những người dễ bị ảnh hưởng bởi chất độc trì. Hàng trăm gia đình lấy tiền và bỏ đi. Ô nhiễm quặng không phải là điều duy nhất khiến người dân ra đi. Những hố xi măng khổng lồ này đã nuốt chửng đường phố, nhà cửa. Năm 2006, quân đội Hoa Kỳ xác định rằng phần lớn Pitcher hiện đang gặp nguy hiểm vì các mỏ đã bị đào quá gần tới bề mặt. Một số thợ mỏ sẽ cho bạn biết rằng họ có thể nhìn thấy rễ cây từ nóc hầm khi họ ở bên trong và các đường hầm quá sát bề mặt. Đã có những trường hợp chắc chắn được ghi nhận từ vài thập kỷ trước. Đây là những lần xảy ra sự sụp đổ nhanh chóng.
Chúng thường xảy ra trong đêm. Toàn bộ nhiều căn nhà bị sụt xuống sâu tới vài trăm mét. Chúng tôi có sân sau lớn và ngay tại sân đó, mặc dù đã được dựng hàng rào, có một hầm mỏ ở đó, một hầm mỏ mở. Và họ nói đó là lý do họ sẽ đưa chúng tôi ra trước vì chúng tôi đã bị tổn hại rất nhiều. Năm 2006, Pitcher được tuyên bố là một khu vực nguy hiểm. Các tin đồn về một cuộc di tản trên toàn thành phố được truyền ra rộng rãi. Tuy nhiên, nhiều cư dân vẫn cố bám víu lại nơi này cho đến khi một loại thiên tai khác ấn định số phận của thị trấn. Nơi đây, tại thị trấn bị nhiễm độc. Những ô nhiễm còn lại từ nửa thế kỷ tồn tại ở khắp mọi nơi, chúng ở trong không khí, đất và nước. Năm 2006, chính phủ liên bang đã đưa ra một chương trình hỗ trợ chi phí tổng thể để di chuyển tất cả các công dân còn lại. Tôi tin rằng chồng tôi và con trai tôi đều bị ảnh hưởng bởi trì trong không khí ở thị trấn này. Bob đã bị viêm phế quản mãn tính và bị ung thư, hiện đang ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi bị ung thư tuyến giáp khoảng 9 năm trước. Chúng tôi đã mổ tuyến giáp và nó tái phát khoảng 1 năm trước khiến tôi mất dây thanh quản. Mối nguy hại đến sức khỏe là ở đây. Chúng tôi không thể thoát khỏi nó. Mặc dù nguy hiểm, nhưng gần 800 công dân vẫn nhất quyết từ chối rời đi. Họ tiếp tục đi dã ngoại trên các đống chất thải. Bơi lội trong những ao bị ô nhiễm. Nhưng ngay cả sự níu kéo cũng không thể cứu thành phố khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Khu vực này từng là khu phố nơi dân cư cắt cỏ và trẻ em đi dạo trên những con phố. Nhưng vào ngày 10 tháng 5 năm 2008, một trận lốc xoáy đã tiến tới gần biên giới Kansas, Oklahoma. Những cơn lốc có vận tốc gió 262 km/h đổ bộ vào Pitcher, giết hại 8 người, 150 người bị thương và san bằng 20 tòa nhà trong thành phố. Đó là một trận lốc xoáy chết chóc nhất ở Oklahoma trong gần một thập niên. Cú sốc cuối cùng là sau lần hỗ trợ kinh phí năm 2008, Pitcher bị tấn công bởi một cơn lốc xoáy lớn cấp 4, càn quét 1/3 thị trấn. Mọi thứ thật khủng khiếp. Chính phủ liên bang không hỗ trợ xây dựng lại hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy bởi cơn lốc xoáy vì mối đe dọa độc hại từ trước. Tuy nhiên, chương trình hỗ trợ lại tiếp tục. Tôi không thực sự muốn rời đi. Khi còn trẻ, tôi thích ở đây. Khi lớn lên, tôi biết nguy hiểm và muốn rời đi nhưng không thể. Đến tháng 9 năm 2009, chính quyền thành phố ngừng hoạt động. Hầu hết các cư dân còn lưu luyến chấp nhận xét của liên bang để tái định cư vĩnh viễn, mặc dù nhiều người không được đền bù đầy đủ cho giá trị ngôi nhà của họ. Tôi rất thông cảm với họ. Đó là nhà của họ. Có những người sống ở đó cả cuộc đời và bị buộc phải rời đi nơi khác. Pitcher giờ là một thị trấn ma. Những liên kết với xã hội loài người ở đây đã bị phá hủy.
những người còn lại ở khu vực rìa đến khai thác những gì còn lại. Những kẻ hôi của và phá hoại dỡ bỏ các tòa nhà bị bỏ lại và các đường ống nước, dây điện đồng và những vật liệu có giá trị khác. Thiên nhiên cũng tấn công thị trấn. Đây là một trong những ngôi nhà bị bỏ lại ở khu mỏ. Vì vậy, sau khi khai thác mỏ chấm dứt, ô nhiễm môi trường đã được nhận ra. Chính phủ hỗ trợ chi phí. Những căn nhà như thế này đã bị bỏ lại. Các gia đình chuyển ra ngoài. Thiên nhiên bắt đầu tàn phá bên ngoài cũng như bên trong căn nhà. Bạn có thể thấy cây mọc ra từ cửa sổ. Thiên nhiên không mất nhiều thời gian quay lại sau khi con người chuyển ra. 80% thị trấn và khu vực xung quanh đã được trả lại cho người da đỏ Quapa. Một trong những viễn cảnh thật buồn và mỉa mai. Bộ lạc da đỏ đã nỗ lực dọn dẹp, ước tính phải mất hàng thập kỷ, nếu không muốn nói là mãi mãi. Tôi chỉ hy vọng mọi người nhìn lại xung quanh và thấy sự tàn phá. Ý tôi là như bạn nhìn thấy ở đây, theo mọi hướng, đây là những gì chúng tôi có, và nó không công bằng. Trong một thế giới công nghiệp hóa quá tải, hàng triệu người buộc phải sống trong bóng tối của các nhà máy và các khu mỏ. Điều đó có nghĩa là những gì xảy ra với Pitcher, Oklahoma và Pripyat, Ukraine có thể xảy ra bất cứ đâu trên thế giới. Các thảm họa do con người gây ra đã đẩy dân cư đi nơi khác. Không nơi nào có thể sinh sống được nữa. Như những tàn dư của thời đại công nghiệp ồn ào. Những thị trấn độc hại này báo hiệu một lời cảnh báo cho thế giới hiện đại của chúng ta. Một cái nhìn đáng ngạc nhiên đến tương lai có thể xảy ra trong hành tinh bị lãng quên của chúng ta.